Hello, xin chào tất cả các bạn. Nay mình sẽ làm cái clip nói về cây quế Văn Yên các bạn nhé. À, đây là đồi quế của mình. Đây là mình đồi quế này mình trồng tròn 1 năm rồi các bạn nhé. 1 năm tuổi đây các bạn. Đây nó có quả đồi này là 1,5 ha các bạn nhé. Đây, từ chỗ bên kia vòng sang bên này. Thế xuống dưới tí khe các bạn nhé, vòng sang bên kia, sang bên này luôn các bạn ạ. Đấy, đây các bạn nhé. Này là mình, này là trồng quế, này là tháng 12 như bây giờ này. Bây giờ là đang tháng 12 rồi, hôm nay là ngày 23 Tết, 23 cuối năm, 82 âm lịch ấy các bạn. Đây là mình dọng lại hết các bạn nhé. Là mình trồng năm trước là mà nắng nên là nó chết cũng khá nhiều ấy. Mình dọng này, mình mới dọng này. Đây các bạn nhé, mới dọng hết lại. Mình 1,5 ha này là mình dọng mà là trồng được 1,5 vạn các bạn nhé. Đây, trồng 1,5 vạn quế là năm nay là mình dặm thêm 2.000 cây vào nữa. Là số cây chết đấy, là cây nào chết là mình trồng lại. Đây đồi bên kia này các bạn nhé, đồi tí bên kia đó, bên kia thì quế không chết các bạn nhé, vì quế đất nó đẹp hơn đất bên này, vì bên này đất trời nắng ra thì đất rất là khô luôn các bạn ạ, nên là nắng lên là hay bị đất hay bị bay hết nước, hơi nước ấy là nó chết. Đây bên kia là quế rất là đẹp luôn các bạn nhé, đẹp hơn bên này nhiều luôn các bạn. Đây các bạn nhé, ở tít dưới này luôn, ở tít dưới này thì ở tít dưới gần gần khe này thì không bị chết các bạn nhé. Đây các bạn. Đấy. Đây các bạn nhé. Ok luôn các bạn nhé. Ồ đây có một cây quế. Quế mình trồng là quế cây cao này khoảng tầm 30 cm này các bạn nhé. Nhưng mà quế nó bé lắm các bạn ạ. Quay hết dưới này là ngày trước chết rất là nhiều, dưới này là cái đoạn mà rất là dốc luôn các bạn ạ, dốc cực kỳ dốc luôn. Về cơ đây. Xem nhá. Đây những cái đoạn này là không bị chết quế, rất là đẹp này. Đó. Đây, đoạn này quế xanh, lá xanh lè luôn này. Ở tít trên đỉnh của nãy mình quay cho các bạn xem đấy, là lá nó hơi bị vàng một tí, bởi vì đất ở trên đấy là ngày trước là mình trồng 2 vụ sắn rồi, đất nó bạc màu các bạn ạ. Thế là mình trồng quế là đất càng đất mới càng tốt các bạn nhé. Đây. Nhưng mà đất mà các bạn đã trồng nhiều các loại cây xen canh các loại cây rồi thì bạn nên bón phân nhé. Đoạn này rất là dốc. Trước là mình trồng cây nó bằng này này các bạn này. 1 năm sau là nó cũng tầm khoảng 5-60 phân rồi các bạn. Đây 1 năm sau thì nó cây này như cái này sẽ 20, 40, 60, khoảng 75 phân các bạn. 1 năm từ 25 cm lên 75 phân các bạn nhé.
nó lên được khoảng là 50 phân. Bên kia có một chòm bé bé kia là mình trồng trước 2 năm rồi các bạn nhé. Đó. Đây, đoạn này rất là dốc luôn. Dốc kinh khủng khiếp. Nhưng cái đoạn này là toàn đá này các bạn ạ. Nhưng mà càng đá thì quế lại càng đẹp các bạn nhé. Đôi dép của mình trước 3 năm. Đây các bạn nhé. Đấy, đây các bạn nhìn thấy quế không? Quế nó mọc đều phết đấy các bạn. Đây khu này là chốc chết rất là nhiều. Giờ mình sẽ gặm lại như này các bạn nhé. Đấy. Mình đào hố bé bé này các bạn nhé. Kết thúc video ở đây các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Các bạn có muốn hỏi gì thì gọi bình luận dưới video các bạn nhé. Cảm ơn các bạn.